Hello hello, kênh bán nhà quận 7 chính chủ xin kính chào đến cô chú anh chị. Hôm nay em qua em review căn nhà tại hẻm 2640 Quỳnh Tấn Phát, nhà bè. Nhà thì đồng sở hữu 2 căn, diện tích thì 3,5 m, dài 11,5 m, nở hậu thì 4 m. Chủ nhà muốn bán với giá là 1.960.000 còn thương lượng chính chủ. Nhà là sổ hồng riêng, đồng sở hữu mỗi nhà một sổ. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng cho cô chú anh chị xem nhà. Cô chú anh chị xem kênh bán nhà quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Kênh bán nhà quận 7 chính chủ luôn luôn có những sản phẩm mới để cô chú anh chị mình xem và tham khảo nha anh chị. Em quay trước đường cho anh chị mình xem. Đây là ngoài đường đó, đây là ngoài Quỳnh Tấn Phát, khoảng như 50 m anh chị. Trước nhà thì 3 m. Hẻm trước nhà thì sạch sẽ. Đây. Nhà thì hẻm thông. Đây là căn nhà nha anh chị. Nhà thì một trệt một lầu, đồng sở hữu thì 2 căn. Đây trước nhà nha anh chị. Đó. Đây ở ngoài mình có cửa sắt này, mình đóng lại thì nó không có bị ngọt. Ở trong thì mình còn cái cửa nhôm 4 kính nữa, có kính luôn. Nhà thì diện tích rất lớn, mặt tiền này anh chị mình mua về kinh doanh, mình làm spa hay là mình muốn bán thịt quá vẫn được nha anh chị. 1.960.000 còn thương lượng chính chủ. Nhà thì đồng sở hữu 2 căn. Từ đây của chú anh chị vô chợ Phú Xuân bán kính không quá 10 phút, đi vô trung tâm quận 7 phố Mỹ Hưng bán kính khoảng 15 phút, đi vô quận 1 tầm 30-35 phút nha anh chị. Thì ở ngoài Quỳnh Tấn Phát có tuyến xe buýt số 20, cô chú anh chị đi rất tiện lợi luôn. Đây là nhà thì chủ nhà tặng sofa cho mình luôn. Đây thì có bức tranh rất đẹp trên trần thạch cao. Cuối nhà thì nhà bếp nha anh chị. Không gian nhà bếp thì chỗ này chủ nhà tặng cho mình bàn ăn nè. Nhà này chú anh chị mua về để dọn vô ở thôi, tại vì trên lầu là chủ nhà 2 phòng ngủ là đã tặng cho mình 2 cái máy lạnh rồi. Không gian bên đây là không gian nhà bếp, trên thì tủ đại bếp, ở dưới lớp đá thì dọn qua nha anh chị. Không gian này rất rộng rãi luôn. Chỗ này thì anh chị mình có cái ống sẵn để mình để máy giặt chỗ này nha anh chị. Đó, cái này mình đặt máy giặt chỗ này cũng được luôn. Nhà thì rất rộng rãi, 3,5 m dài 11,5 m, nở hậu thì 4 m. Nhà một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 1.960.000 còn thương lượng chính chủ. Nhà thì hướng tây. Ở trên thì tủ cài bếp, ở dưới lớp đá rất đẹp như vậy. Đây, dưới thì gạch men mình lên 1m6 hết nha anh chị. Mình dán tường 1m6 rất là sạch sẽ, khu thì an ninh. Dưới tầng trệt thì có cái nhà vệ sinh đây. Đây là vệ sinh tầng trệt. Gạch men lên tới tầng luôn. Chỗ này á, là chủ nhà thiết kế cho mình có cái hộc á để mình đựng đồ nha anh chị. Cái bồn nước mình nằm đây luôn nè, mình khỏi leo nóc nhà. Đó, bồn nước nằm đây bơm lên. Chú anh chị mình đi lên lầu 1. Em xin nhắc lại với chú anh chị, nhà mặt tiền hẻm 2640 Quỳnh Tấn Phát, nhà bè. Nhà có diện tích ngang 3,5 m, dài 11,5 m, nở hậu thì 4 m. Nhà một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Nhà hướng chính thì hướng tây. Chủ nhà muốn bán cái giá là 1.960.000 còn thương lượng chính chủ. Nhà thì nhà chính chủ nha anh chị. Đây là phòng sau của lầu 1. Phòng sau có máy lạnh luôn, phòng trước cũng có máy lạnh luôn nha anh chị. Nhà là 2 phòng 2 máy lạnh. Ở sau thì mình có cửa sổ, mình mở ra rất thoáng nha anh chị, mở kéo ra rất thoáng.
trên sàn La Phong, giá 1.960 tiền đâu ra. Căn nhà sổ hồng đồng sở hữu mà diện tích gì nha, diện tích tới ngang 3,5 m, dài tới 11,5 m, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Thì chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa chú anh chị xem nhà. Đây là nhà vệ sinh trên lầu 1 anh chị. Kênh bán nhà 7 chính chủ luôn luôn làm nhà chính chủ. Đâm ra cô chú anh chị cứ yên tâm, cô chú nói về pháp lý thì em rất là vững vàng nha anh chị. Nhà này thì sổ hồng đồng sở hữu, mỗi nhà một sổ, ký tại phòng công chứng nhà nước, cô chú anh chị cứ yên tâm. Khu thì khu dân cư hiện hữu, nhà hoàn công đàng hoàng nha anh chị. Mua bán ký công chứng trong ngày luôn. Ở bên đây là cửa sổ, bên đây cửa chính nha anh chị, nhà hướng chính thì hướng tây. Bên đây có đồng hồ, bên đây thì mình tường thì mình dán giả gỗ nha anh chị, cho nó nổi căn phòng mình lên rất đẹp. Thì ở trước thì có ban công đây. Đó, ban công của lầu 1 rất rộng rãi, đường trước nhà thì 3 m. Em xin nhắc lại của chú anh chị, nhà mặt tiền hẻm 2640 Quỳnh Tấn Phát, nhà bà. Nhà có diện tích ngang 3,5 m, dài 11,5 m. Nhà một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 1.960 còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị xem kênh của nhà 7 chính chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh giúp em. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà. Phương cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua xem và theo dõi kênh bán nhà 7 chính chủ.